Thường coi như thế, chúng ta thấy y học của Trung Hoa tích lũy do kinh nghiệm, dần dần phát ra được những phương pháp mê tín bệnh thông thường mà quần chúng mắc phải. Về phương diện phát triển, bắt đầu y học là vô thuật, chữa bệnh theo lối truyền đạo nhân bệnh với nhau. Thời đó, giới vô thích, tức pháp sư, đồng cốt, dùng bùa chú, cúng tế và trận thuật là giai cấp được coi trọng, nên thường. Chính y gia cũng bị ảnh hưởng của bọn thầy pháp, nên y thuật thời đó cũng mang một số dấu vết của đồng cốt. Tuy nhiên, càng ngày hai bên càng tách rời và những thầy thuốc chân chính như Điển Phước, Trương Trọng Cảnh đều chống lại bọn vô thích, không chấp nhận chữa bệnh bằng thần quyền. Xã hội càng phát triển, vị thế của y thuật càng lên cao. Trong tháng tư, nghệ tân tiến, y học được gọi là phương kỹ, một kỹ thuật chia làm bốn loại, gồm y chuyên loại, xét lý giải tại cơ sở luận đoán, kinh phương loại, các phương cố